mà sao mắt bảo con gái mắc phò á? Ừ, con xem cái mic sao mà ba nghe cứ phò 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 nào như kiểu con có thở vào mic chứ. Được chưa? Được rồi, à, được rồi. Rồi. Thế bác ơi. Bác, bác nghe con cái gì con bác, nói đi. Bác có cho lại là con quen con gái bác không? Điều. Cậu lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó? Con kể đi bác nghe xem nào. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sộng Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sộngsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Lâu cháu đây. Trời ơi, nãy thế cháu đi đâu ấy? Cháu ơi. Hả? Sao mà bây giờ cháu mới vào? Cháu mới vừa đi đâu ấy? Bác không thấy cứ thấy thì cứ nằm ở dưới đất để làm cái gì? cháu vừa mất mạng. Vào đây thấy hiện nào. Vào bác này. Bác lại cứ tưởng là cháu mới đau bụng rồi cháu đi đâu cơ? Mày bị điên à? Trời ba em nãy rồi chặt tay anh vì cái tội ao game không xin phép. Phải tôi đấm cho mình. Sao lại chặt tay anh? Cháu cứ nghe thì cái con tiền nó nói điều bác người nông dân hiền lành xăm chỗ có tí kín lưng với hai cái tay đâu có cái gì đâu. Đau đời. Bác ơi, con vừa mua nhiều thẻ điện thoại lắm, bác có lấy không? Làm tí làm chơi game mau. Ôi bác bây giờ chơi cái gì cháu con ơi? Hello, được chưa nghe được chưa? Anh muốn quen em thì đầu tiên là phải bước qua xác của em. Đừng có mà gian hồ nha. Ủa, mày cứ làm như là boy giết cả bố hả con đi thì con này hỏng rồi, con này hỏng rồi. Bốc phét ít thôi, dạo này ba không còn vui vẻ như trước nữa đâu. Thôi mà ba, kiểu sao cũng là con rể tương lai của ba mà. Sao mà nghe con nói lại cứ giật phò phò nào nhỉ? Đúng rồi, phò quá, bác đúng theo ý của con. Mà sao bác bảo con gái bác phò á? Ừ, con xem cái mic là sao mà ba nghe cứ phò nào nhỉ? Kiểu con có thở vào mic chứ. Được chưa? Được rồi, được rồi. Thế bác ơi. Bác nghe con cái gì con bác, nói đi. Bác có cho lại là con quen con gái bác không? Điều. Cậu lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó? Con kể đi bác nghe xem nào. Có nhiều tiền bác ơi. Ơ thì được, quá được. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nhà em ơi, bác tiền. Còn cái đi đâu nhà mình thì nghèo lắm con ạ. Là ba toàn phải đưa con đi học bằng ô tô, con đi học bằng xe máy như người ta đâu mà biết. Xong rồi nhà cháu gì ăn, suốt ngày phải bày vàng bạc đô la kim cương ở cái mâm cơm ấy. Đói rất cả mồm ra có ăn được cái gì đâu. Thảo quá ông già. Linh ơi, sao em lại mời ba em vào chơi cùng, anh có nói quá. Thôi ba ơi, ý anh nói là cút mẹ đi. Thầy Yên nó bảo ba là ba cút mẹ đi. Đúng. Ôi con không còn như vẻ như hồi xưa đâu. Thế làm sao mà thằng nào nó làm đi mất sự vui vẻ của con? Làm sao con bảo con không còn vui vẻ? Trời, cũng gì ba không? What? Thế ba làm gì mày? Thằng yêu cũ. Thằng thì ba bị ba cắt ngón tay, thằng thì bị ba cắt ngón chân. What the fuck? Chỉ là đấy là chuyện đối xử không tốt với con gái ba thì ba phải bảo vệ chứ. Làm sao mà để cho mấy cái thằng rơm rạ nó linh tinh được. Trời ơi, khổ quá ba ơi. Bác ơi bác. Cái gì cô ăn bác nghe này, con nói đi bác nghe này. Bác cắt tay con người ta thật vậy ạ?
con đừng có mồm điêu, con đừng có bốc phét vào cất tay người ta bao giờ đâu. Nghe thì con đầu tiên nó nói linh tinh con ạ. Bác là bác ở chặt cụ cụt chân như thế, bác cất tay làm gì? Tay để cho người ta còn chơi game chứ con. Thế chắc là con không quen con gái bác ở đâu. Này là sao? Nó sợ con không quen. À bây giờ mày con, thế là từ tiên là boy nó đã làm gì con chưa? Bây giờ nó bảo là nó không quen con kìa. Đó, ba thấy chưa? Mấy thằng phát bò nó vậy đó ba. Chứng tỏ tụi nó tưởng nó ghiền con rồi. Ba coi xử lý sao đây. Nhưng mà phát bò là cái gì? Ba có biết phát bò là cái gì đâu. Là giống ba đó. Thế mày đừng có mà mồm điêu, mày đừng có mà bốc phét. Ba là người cha tuyệt vời, người cha hoàn hảo của gia đình. Mày bảo ba phát bò có khác gì là mày bôi cho chắc cháu vào mặt ba mày đâu hả con? Ô, cháu nghỉ mẹ một đi. Ơ con ơi, ba đứt ruột để đau cho mày. Làm sao con có nói đi bác nghe này. Chắc là con xin phép con tắt mic được không? Con sợ quá. Có cái gì mà sợ? Thì ba thì cũng bình thường thôi. Làm sao có cái gì phải sợ? Đàn ông con trai sợ cái gì? Thế từ nay giờ con... ba đã làm gì mày chưa mà mày bảo mày sợ? Con mới làm cha thôi, con chưa làm đàn ông. Em bị gay con mẹ nó rồi. Bây giờ là 97 là năm nay là 24 tuổi, 25 tuổi đầu rồi. Và bảo chưa là đàn ông thì chặt mẹ chi mới sống làm gì nữa con. Ui dồi ôi, bằng tuổi con á, ui dồi bác đi gọi là đứa nào bác cũng quen mặt cho con ạ. Bác chơi cả gái toàn thành phố. Con mẹ mày bác bùi đi khắp Sài Gòn là có tất các bạn ạ. Đó, thấy ba em phát bòi không anh? Không, cái này là bác nhầm. Đây là bác kể câu chuyện của thằng bạn. Bác nhầm để con nói thế mất quan điểm. Tiên ơi, em đây là bố thật không đấy? Tao nói điếu với mày ấy à? Tao là bố thằng anh thấy không phải bố em nha. Thì em nói đi em. Thì bố em thì chứ biết nói sao đâu. Chứ giờ anh hỏi em biết trả lời sao? Không phải bố em đúng không? Làm sao mà không phải? Thì tao đẻ ra nó thì tao không phải ba nó. Thì thằng nào ba nó? Cháu lại cứ nói tinh hay là... ba lại bảo rồi thì nhặt cái con tiên ở cái thùng rác về. Em chỉ thử lòng anh thôi, anh này là bạn trai của em đó. Trời ơi, em có người yêu rồi hả? Anh ơi! Làm sao? Anh làm sao? Đợi cái gì? Bố mình người yêu bé Thiên đây thằng kia. Hôm nay bố mình thử lòng mày thôi nhá. Lựa đi, nước nó thì... trong. Nghe người yêu thì rộng già khám khú. Thằng này được. Bây giờ mày dám cà khịa tao đúng không? À mày được. À mày được. Thế này tiên thằng kia nó bảo anh không phải người yêu em được. Vả vỡ mẹ mồm đi em ạ. Nghe cái thằng. Ui dồi ôi bị lừa rồi. Thế mà bé Tiên lại gửi ảnh mặc bikini cho người ta xem. Tiên, anh hỏi em tại sao em lại gửi cái ảnh bikini cởi chuồng aquen sexy cho thằng kia xem hả? Anh hỏi em. Thì người ta cho em tiền, còn anh có cho em cái gì đâu. Anh cho em con chim dài 20cm, em bảo là không cho em cái gì ạ. Mày đừng có mồm điêu đi. À giỏi. Ui cứu cứu. Sao anh bòi ông ra bắn đi? Sao anh đối xử với người yêu cũ em như vậy? Người yêu em mà. Người yêu cũ hay là người yêu chính? Nói đây. Cái thằng bòi đồ môi này là... à, nhưng lâu ngày Sertori muốn làm lại người yêu. Thế bây giờ anh hỏi em nhá. Bây giờ Tiên ơi, em chọn anh hay là chọn cái thằng đầu cắt môi này hả? Hả? Em đâu có biết đâu, giữa hai người ai giàu hơn thì em chọn. Ôi, đời. Hay hơn. Anh giàu em ạ.
Nhưng mà anh giàu tình cảm thôi em ơi. Chứ bây giờ tiền bạc ấy em bảo anh kiếm đâu ra. Khổ lắm em ạ. Anh yêu anh... em nhưng mà anh không có tiền cũng được không? Anh Sĩ ơi nha. Nè em nói nhỏ cái này. Gọi messenger. Thế làm sao?